để chiếc xe đi, để nổ chiếc xe đi. Ok nhá các bạn nhá. Các bạn có thể thấy rồi đúng không? Phần đèn pha được tắt rồi, chỉ còn hai cái giải đề mi ở bên trên thôi, hai hình tay thỏ thôi. Sau đây em sẽ bật đèn pha lên, ấn giữ một nút ấn nút đề một lần các bạn, ấn nút đề một lần sẽ là bật đèn pha. Ok. Các bạn có thể nhìn thấy chưa? Phát sinh các kiểu vẫn y hệt như vậy nhá. Em thử ấn nút phát sinh đi. Đấy, phát sinh vẫn y hệt như vậy các bạn nhá. Đấy. Sau đây tắt đèn pha, em ấn nút đề một phát. Đó, tắt đèn pha. Ok không? Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nhá, rất ok. Sau đây là một cái tính năng thứ hai là tính năng tắt động cơ. Thì sau đây em hãy giữ nút đề khoảng tầm 2 giây thì động cơ sẽ tắt. Đó, các bạn thấy rồi, rất rõ đúng không? Xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên mình ở đây là chiếc xe Honda Quidditch nhá, được cả lên bộ tem chùm rất đẹp. Mà rất nhiều cái video trước đây mình đã có những cái vlog rất là cụ thể, chi tiết về những cái nội dung, về những điểm yếu, điểm mạnh trên chiếc xe này rồi. Thì ở video ngày hôm nay, một video rất là mới luôn, thì mình sẽ đáp lại cái thỏa mãn của những yêu cầu của mọi người nhá. Là nhiều bạn có hỏi mình ấy là làm thế nào để có thể là chế một cái nút tắt bật đèn pha của xe mà không cần phải quét những cái dàn nhựa trên xe. Và thứ hai nữa là làm thế nào để chế một nút tắt bật động cơ các bạn nhé. Đấy là một điều rất là mới. Hay ở những mẫu xe của Honda ấy, là cái nút mà idling stop ấy, chính là cái nút mà tắt động ngắt động cơ tạm thời các bạn nhé. Khi dừng đèn đỏ quá 5 giây ấy, thì mình sẽ chế luôn ở video này. Thì các bạn có thể theo dõi đây nhé. Mình hôm nay đã nhận được cái sản phẩm này rồi. Một bộ mà điều chỉnh có hai chế độ như vậy các bạn nhé. Một chế độ là để tắt bật đèn pha trên nút đề, tích hợp với nút đề luôn. Và thứ hai là chế độ tắt bật động cơ. Các bạn cũng chỉ cần giữ nút đề là có thể làm được. Thì sau đây anh em chúng tôi ấy sẽ làm cái chiếc xe này rất đơn giản thôi. Các bạn nào muốn quan tâm ấy, muốn chi tiết theo dõi hơn thì các bạn có thể thông qua cái đường link nhé. Đường link ở phần dưới phần mô tả ấy là đã rất là chi tiết cụ thể về cách lắp đặt rồi. Chỉ có hai cái sợi dây thôi, cũng như là cái cách lắp đặt rất là đơn giản. Và được tặng thêm cho các bạn nhé cái nút đèn passing ấy, đèn pha cốt này và passing của chiếc xe Honda SH để các bạn có thể tham khảo thông qua video nhé. Về giá bán cụ thể thì mình sẽ để lại số điện thoại của cái bạn mình có đặt mua cái sản phẩm này, để các bạn có thể tham khảo và tìm mua cho mình. Mình nghĩ cái sản phẩm này sẽ rất là tiện lợi, rất là ok để các bạn có thể là tìm mua cho mình và làm chiếc xe của mình các bạn nhé. Sau đây các bạn cùng mình khám phá xem chiếc hộp này sẽ có những cái gì bên trong, để xem với cái giá tiền như vậy có phù hợp hay không. Giá tiền thì mình chưa dám nói ở đây, tại vì cơ bản mình mua thì sẽ có những mức giá sẽ là ok hơn, tại vì là được quen biết một chút. Nhưng với những bạn thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại phần mình để phần mô tả của video này để biết thêm chi tiết hơn, rõ hơn. Sau đây các bạn cùng mình nhá, lắp đặt cái thiết bị này và sau đó sẽ test thử xem là cái hệ thống đó hoạt động có tin cậy không, đảm bảo an toàn hay không, thì các bạn cùng mình theo dõi cùng mình nhé. Đây là bộ thiết bị các bạn nhé, mình nhận từ bạn Hiếu Vũ ấy, với cái số điện thoại các bạn có thể theo dõi đây, và mình sẽ để trực tiếp số điện thoại này ở phần mô tả của video, người nhận là mình các bạn nhé, với số điện thoại mình ở Lai Châu. Thì ở trong cái bộ sản phẩm này ấy, các bạn có thể theo dõi ở đây với rất đơn giản thôi, chỉ với một cái bộ thiết bị điều chỉnh kết hợp với đó là một cái sợi dây để kết nối giữa các nút bấm với nhau. Rất đơn giản. Với cái này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của bạn Hiếu Vũ ấy, thì sẽ được chi tiết cụ thể hơn. Còn mình ở đây thì mình chỉ biết là lắp đặt vào để có thể là giới thiệu chi tiết đến các bạn ấy, những cái bộ phận trên xe được điều chỉnh như thế nào. Chỉ với cái cục như này thôi mà các bạn có cả hai chức năng. Thứ nhất là tắt bật đèn pha và thứ hai là các bạn tắt bật đèn động cơ các bạn nhé. Rất đơn giản thôi. Mà cái sợi dây này làm khá là chắc chắn đấy, các bạn có thể rõ ở đây. Với các cái phần đầu nối rất là chắc chắn, được hàn rất là ok. Đấy các bạn có thể theo dõi trên màn hình nhé.
Ok các bạn nhá, sau khoảng 1 giờ thì anh em chúng tôi đã tháo dàn nhựa này cũng như lắp đặt bộ điều chỉnh đó. Thì thành quả các bạn có thể theo dõi cho mình ở đây. Tí nữa mình sẽ test thử xem là cái chất lượng của phần tắt bật đèn pha cũng như tắt bật động cơ sẽ ok như thế nào. Thì hiện nay tất cả hai nội dung đó sẽ được tích hợp trên nút đề của xe các bạn nhé. Tích hợp hoàn toàn trên nút đề của xe luôn. Thì tí mình sẽ test thử luôn, mình sẽ để ở phía dưới kia để các bạn có thể nhìn chính diện được xem cái quá trình hoạt động của xe như thế nào. Thì hiện nay nhiều chắc chắn sẽ nhiều bạn hỏi mình rồi là sẽ tháo những phần nào, thì ở video mình các bạn đã thấy rõ rồi đúng không? Các bạn chỉ cần tháo phần đầu xe này cũng như hai phần yếm trước của xe thôi, còn phần hông của xe các bạn không cần phải tháo nhé. Trong video các bạn có theo dõi thì người ta chỉ tháo phần hông của xe ra để có thể điều kiểm tra xem cái ắc quy của nó hoạt động như nào. Thì qua quá trình chúng ta kiểm tra rồi, các bạn có thể thấy video trước của các bạn đúng không? Thì cái ắc quy của chúng tôi ấy, thì vẫn hoạt động trên cái quãng khoảng tầm từ 14,4 cho tới 14,5V, nên các bạn yên tâm nhé các bạn nhé. Chính vì vậy mà không ảnh hưởng gì đến ắc quy của xe cả. Đây là một điều mà rất tốt dành cho thiết bị này. Sau đây thì các bạn cùng mình nhé, cùng mình sẽ hướng về phía trước kia để có thể là nhìn chính diện phần đèn pha, xem nút tắt bật đèn pha sẽ như thế nào. Sau đây các bạn cùng mình thực hiện nhé. Ok nhá, sau đây mình sẽ test thử trên chiếc xe Honda Civic để các bạn có thể theo dõi luôn. Đầu tiên thì em hãy để chiếc xe đi, để nổ chiếc xe đi. Ok nhá các bạn nhá, các bạn có thể thấy rồi đúng không? Phần đèn pha đã được tắt rồi, chỉ còn hai cái giải đề mi ở bên trên thôi, hai hình tai thỏ thôi. Sau đây em sẽ bật đèn pha lên, ấn nút đề một lần các bạn, ấn nút đề một lần sẽ là bật đèn pha. Ok, các bạn có thể nhìn thấy chưa? Phát sinh các kiểu vẫn y hệt như vậy nhá, em thử ấn nút phát sinh đi. Đấy, phát sinh vẫn y hệt như vậy các bạn nhá. Đấy. Sau đây tắt đèn pha, em ấn nút đề một phát, nó tắt đèn pha, ok không? Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nhá, rất ok. Sau đây là một cái tính năng thứ hai, là tính năng tắt động cơ. Thì sau đây em hãy giữ nút đề khoảng tầm 2 giây thì động cơ sẽ tắt. Đó, các bạn thấy rồi, rất rõ đúng không? Rất ok. Các bạn có thể theo dõi để tìm mua cho mình nhá. Đây là toàn bộ những cái gì mình muốn nói đến các bạn ngày hôm nay. Để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn nữa thì mình sẽ thử lại một lần nữa các bạn nhé. Thử lại một lần nữa trên chiếc xe Honda Civic này. Sau đây các bạn cùng theo dõi này. Em cứ làm tuần tự từng bước một đi. Đấy, hiện tại khởi động lên, hiện tại đến giờ thời điểm này là các bạn đi ban ngày là cái phần đèn pha cũng không sáng các bạn nhé. Đèn pha không sáng, đấy, ấn nút đề một lần là nó sẽ sáng lên này. Rồi tắt đi tương tự, làm ngược lại. Em tắt đèn pha đi, tắt luôn động cơ à? Em làm lại một lần nữa cho các bạn xem đi. Em cứ tắt lần lượt từng ấy một. Rồi em bật đèn pha. Ok, tắt đèn pha. Bật đèn pha. Em phát sinh cho các bạn xem luôn. Phát sinh hoạt động vẫn bình thường các bạn nhá. Đây, phát sinh đây. Đấy. Ok không? Rồi, em tắt giúp anh động cơ đi. Rồi, ok nhá. Đây là toàn bộ những gì mà mình muốn quay và gửi đến các bạn ngày hôm nay các bạn nhá. Tổng thể chiếc xe Honda Civic ở đây. Chắc chắn rất nhiều bạn đang hỏi bộ tem này như nào thì các bạn có thể theo dõi trên video của mình nhá. Để biết tổng thể được chiếc xe Honda Civic ở đây. Được lên bộ tem Repsol kết hợp với đó là một số những cái màu sắc hấp dẫn. Đây mình có thể quay một vòng xung quanh để các bạn có thể tham khảo thông qua video nhá. Chắc chắn với cái thiết bị này sẽ khiến các bạn phải quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là với những cái bạn nào ấy, với những bạn nào mà đang tìm mua cho mình một cái thiết bị để điều khiển, tức là các bạn tắt bật đèn pha mà không phải quét các lỗ ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy rồi đúng không? Nhiều bạn đã phải quét những cái lỗ ở đây này để làm cho mình cái nút tắt bật động cơ cũng như là nút tắt bật đèn pha. Tuy nhiên ở đây không cần các bạn nhá. Đều được tích hợp 100% trên nút đề mà thôi. Đây các bạn có thể theo dõi đây. Rất ok phải không các bạn? Mình thao tác luôn các bạn xem này. Xem lại một lần nữa để cho rõ nhá. Đây, mình đề xe này. Đấy. Kể mà trời tối thì các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Tuy nhiên ở đây mình đang làm vào ban ngày các bạn nhá. Đây mình ấn một phát là đèn pha sáng. Đấy, giữ này mình giữ nhá, mình giữ là đèn pha sẽ động cơ sẽ tắt này. Ok chưa các bạn? Đó là toàn bộ những gì mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhá. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và ủng hộ để quan tâm nhiều hơn, tham khảo nhiều hơn nữa những cái video tiếp theo hấp dẫn hơn về những cái thiết bị trên chiếc xe Honda Civic để các bạn có thể tham khảo thêm nhá. Như mình đã nói rồi, với cái thiết bị này thì các bạn có thể là liên hệ theo số điện thoại mình sẽ để chính chủ nhân của cái thiết bị này ở phần mô tả của video. Cũng như các bạn nào mà muốn đã mua cái thiết bị này rồi mà các bạn chưa biết lắp ráp ấy thì các bạn có thể xem cái video, mình cũng sẽ để link cụ thể chi tiết về cái thiết bị này để các bạn có thể tham khảo thông qua video nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.